喂喂，这是到到。拜拜。Chừng nó dày mà nó ấm nhớ người ta. Chó để dành chạy đua hả? Cái đuôi nó thật thiệt là dày vậy đó. Nó cái mỏ nó dày mà nó được mặc quần áo rồi chứ. À, Michael Kors. Đây, cửa hàng thời trang Gucci. Mình tiếp tục khám phá thành phố Verona nha. Khu này là khu trung tâm mua sắm. Đủ thứ mọi mặt hàng, hương hiệu nào cũng có hết. Đây là quảng trường Erbe. Quảng trường nằm ở trung tâm của Verona. Verona là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Ý. Nó nằm giữa Milano và Venice. Hay người ta còn biết đến với một cái tên rất là nổi tiếng, đó là thành phố của Romeo và Juliet trong câu chuyện thần thoại về tình yêu của nhà văn Shakespeare. Cái quảng trường này đặc biệt thu hút du khách là bởi những cái bức tranh nó được vẽ ở trên tường. Trên các tường nhà bao quanh cái quảng trường này. Những cái ngôi nhà này nó đậm những cái phong cách kiến trúc của Ý. Có một cái chiếc xe lửa nó chở du khách đi tham quan. Xe này giống xe đoàn tàu, xe lửa chỉ có hai toa. Xe này cũ kỹ quá. Đây là những cái gian hàng người ta bán đồ lưu niệm cho du khách nè. Ở đây nó không có đắt đỏ bằng Venice. Những cái ngôi nhà là đậm phong cách kiến trúc của Ý nha. Piazza Era Epe. Đây là quảng trường Erbe. Đây là cái tháp Lamberti. Cái tháp này nó cao 88 mét. Nó được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 12. Mình có thể mua vé đi lên đây tham quan là mình có thể ngắm toàn thành phố Verona rất là đẹp. Mà mình thì không có thời gian để mà ghé vô rồi chờ xếp hàng rất là lâu tại rất là nhiều du khách. Cái quảng trường và cái buổi này cũng hơi vắng, không đông lắm. Hôm nay làm đi ngày thứ hai á, cho nên không có nhiều du khách. Trước mặt mình là cái ngôi nhà có rất là nhiều dây leo. Đây là những cái quán cà phê.
Mình có thể ngồi đây mình uống cà phê, mình ngắm những người đi đi bộ, những người có gian hàng buôn bán cũng rất là vui. Trên nhà có rất khung cửa sổ, có nhiều dây leo đẹp ghê không? Một chút mình sẽ đi thăm ngôi nhà của Juliet. Trước mặt mình là cái nhà, bên kia có một cái dàn cây xanh mà trên tường nó có những cái bức ảnh. Trên ngôi nhà người ta vẽ những cái hoa văn mà sao quá mình không có thấy rõ, rất là đẹp luôn á. Mình chỉ zoom vô vẽ thôi. Đây là cái tượng đài phun nước, rất là đẹp luôn á. Cái dãy nhà này rất là cổ à. Trước mặt mình là cái nhà thờ. Sông mặt rồi đây là à, sông mặt đâu hả? Đây cũng là cái vị thánh San Marco, là cái biểu tượng của hình con sư tử có đôi cánh. Trên ngôi nhà này có nhiều cái cây xanh ghê không? Dưới nhà nó có ba cái bức hình. Có sao? Đây toàn cái khuôn viên của quảng trường. Cái tòa tháp này rất là cũ rồi. Đây, trên những cái ngôi nhà thì mình quay lại rõ hơn, giờ mình đi ngược ra, mình đi tới thăm nhà của nàng Juliet. Đẹp ghê ha, kiến trúc của ngôi nhà rất là đẹp. Giờ mình nhìn rõ hơn những cái hoa văn này, nó như người ta vẽ nó trường tồn rất là lâu rồi nha. Nó là kiến trúc độc đáo của khu quảng trường R3 này. Này là cái tòa tháp nè. Mình lên trên là mình ngắm được toàn thành phố Verona rất là đẹp. Mình lên đây mình ngắm được dòng sông Adige, là con sông dài nhất nước ấy. Còn cái bên ngôi nhà hồi nãy mình nói có cây xanh và có ba tấm hình nè. À, kiến trúc này cái bằng kiến trúc đặc trưng của Ý. Cái ngôi nhà đó, những cái hoa văn rất là đẹp, trồng đầy dây leo cây rất là đẹp. Quang đó. Chúc mình sẽ đi thăm nhà của Juliet nha. Hầu như là ai cũng biết về Verona gắn liền với cái chuyện tình của chàng Romeo và Juliet, nhưng mà ít có ai mà biết được hai nhân vật này hoàn toàn có thật. À, là nó được một nhà kịch và nhà văn thiên tài của người Anh là Shakespeare đã viết nên một cái câu chuyện tình này. Mà thậm chí là ông chưa từng đặt chân tới thành phố này. Nhưng mà nhiều du khách thì không quan tâm, nhưng mà họ vẫn đổ nườm nượp về ngôi nhà của Juliet.
và ngắm cái ban công huyền thoại. Mà đến đây một điều không quên là ai cũng phải sờ vú nàng Juliet, không biết mong ước cái điều gì mình không biết. Chính vì vậy mà vú của nàng nó bóng loáng. Bởi vì nó được làm bằng đồng á, có chỉ có chỗ đó nó sáng chói. Giờ mình đi vô một cái khu khác nha. Đây là những ngôi nhà cổ có ban công đi qua. Trên tường nó cũng có những cái hoa văn, những cái bức tranh. Cái giếng này cũng rất là lâu đời ạ. Đây là cái quảng trường Signori. Ở trên tường đó là bức tượng của con sư tử mà nó cũ kỹ nữa mà nó rớt xuống. Rất là đẹp luôn á. Kiến trúc của những cái ngôi nhà này rất là đẹp. Đá gạch đặc trưng luôn ha. Đây là cái mặt sau của cái tháp. Xa xưa nó là cái gì? Đó là cái gì qua là tự nhiên là cái dòng tu viện. Đây là bức tượng của Dante. Dante là một cái nhà thơ nổi tiếng của Ý. Ông là người có công mà cải cách nên cái chữ tiếng Ý phổ biến ngày nay. Cho nên người ta đặt cái tượng ông ở đây. Và ở đây người ta cũng có thể gọi là quảng trường Dante. Thì quay mỏi cổ. Đây là cái khuôn viên của quảng trường Signori. Signori có nghĩa là quý ông. Ở đây mình nhận ra cái quảng trường Erbe nè. Những cái cổng đi vào bên trong nữa. Giờ mình đi tham quan chỗ khác nha. Mình đi vào cái khu mộ cổ. Ở đây là những cái ngôi mộ của những người giàu có ngày xa xưa rất là lâu rồi. Stamba trong tiếng Ý có nghĩa là mộ. Đó là một, đây là một ngôi mộ nè. Đó. Là nguyên cả một cái dòng tộc. Người ta chết là người ta sẽ chôn ở đây. Đó, chôn bên trên vậy đó. Những cái ngôi mộ này được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Những ngôi mộ cổ người ta để lên trên không.
cái kiến trúc của những cái ngôi mộ này nó cũng rất là độc đáo. Ở đây có một con đường dẫn đi ra nữa nè. Nó trở thành một cái nơi tham quan cũng rất là nổi tiếng. Và buổi chiều này người ta đã đóng cửa. Từ bên trong mình nhìn ra cái quảng trường Signori với cái lại có quảng trường Erebe. Bây giờ mình tiếp tục khám phá nha. Mình thấy trong đây có chỗ cũng rất là đẹp. Mình đi vào bên đây mình tham quan. Nhưng mà vào bên trong thì không được. Người ta không phải cho mình vào. Cái những cái ở trên tường là bằng gỗ không á. Mà người ta khắc hoa văn rất là đẹp luôn. Ở trên tầng nhà. Cái thanh bara này đóng xuống ở đâu cho mình vào. trên tầng nhà này người ta lợp bằng gỗ, mà trên tầng nhà đó người ta khắc những cái hoa văn bằng gỗ không nha, mấy người mình không biết gỗ đâu. Rất đẹp luôn á. Mình sẽ đi vào bên trong mình tham quan khu bên đây nha. Scala có nghĩa là cầu thang. Mình thấy có người lên đó chụp hình, chúc mình cũng lên. Đẹp á, những ngôi nhà này rất là cổ rồi đó. Mà cái màu đỏ gạch á. Cái nắng chiều nó dạ xuống rất là đẹp. Giờ mình đi lên cầu thang nha. Thấy vậy chứ trời lạnh á. Ở đây mình nhìn được cái tháp cũng rất là rõ nè. Cái đỉnh tháp của Lamberti. Ngọn tháp này nó cao. Mình leo lên ngọn tháp là mình nhìn được toàn cái thành phố Verona. Và bây giờ mình không có thời gian để mình đi lên cái ngọn tháp đó.
Bây giờ mình phải mua vé rồi mình phải chờ xếp hàng rất là lâu. Nên mình chỉ đứng ngắm từ bên dưới thôi. Giờ mình đi đi đến ngôi nhà của nàng Juliet nha. Từ đây mình đi lại đó khoảng 5 phút mà rất là gần. Ở khu vực này có mộ của nàng Juliet nữa, nhưng mà mình không có thời gian đến cái khu vực đó. Ở trên cái nhà này có một cái dàn hoa rất là đẹp luôn. Hoa tươi, hoa thiệt cả nhà. Đây là cái cổng lối vào nàng nhà Juliet. Hôm nay rất là vắng du khách. Tại là ngày thứ hai á. Thường thứ bảy chủ nhật nó mới đông. Chính vì nhờ vậy mà mình chắc mình vô mình chụp được hình á. Đây là cái ban công đây. Cái ban công này huyền thoại lắm á. Ban công này là nàng Juliet đứng chờ chàng Romeo. Ai cũng tới đó mua vé và tham quan leo lên cái ban công có đứng xuống trần á. Toàn cái khuôn viên của ngôi nhà nè. Thậm chí có những cặp đám cưới á. Là người ta đến đó để chụp hình luôn á. À, bên ngoài người ta tạc bức tượng của nàng Juliet. À, giới trẻ đến đây ai cũng phải chụp hình nữa. Sờ tay lên ngực mà đến nỗi mà cái bức tượng bằng đồng mà nó bóng lên luôn. Khung cửa sổ này là nàng thường hay ra đây yến ban công chứ. À, ở đây người ta cũng mở luôn cái cửa hàng những cái món hoa tình yêu cho những du khách. Những cái dây leo này giờ nó đang ngủ đông. Tới mùa xuân đến nó ra lá rất là đẹp, hoa hoa rất là đẹp. À. Ai đến đây người ta phải sờ lên ngực nàng Juliet một cái mới được. Vui không? Cho nên cái ngực nó bóng dợn lên cái màu đồng luôn. Chỉ đụng vào ngực nàng thôi. Người ta quan niệm rằng khi sờ vào ngực nàng, nếu mà ai chưa có gia đình thì sẽ có gia đình. Người Chinese không? Sau khi một hồi chờ đợi cũng tới lượt mình. Wait. Mình cũng bon chen. Mình phải bon chen này, không bon chen là người ta chụp hình ngoài à. Người ta kêu mình sắt ngực, mình không sợ là người ta la lối không sợ mà. Thì đi vào
tham quan ngôi nhà của Juliet. Giờ tiếp tục hành trình nha. Bây giờ là máy hết pin, chuẩn bị hết pin rồi đó. Cửa hàng có một cái dàn hoa rất là đẹp luôn. I don't go on time, time, man. No, say, go there, touch cherry. Còn du khách chỉ đến đó để mà sờ lên ngực nàng thôi. Sờ cái lủng luôn á. Rất là đông á. Ở mấy bên hông nó bị lủng á. Mà sao người ta hàng lại rồi. Phương tiện đi lại của người ta bằng xe đạp rất là nhiều ha. Đấy, cứ dựng xe đó. Nhớ khóa xe cẩn thận nha thôi. Bây giờ em có xe đi. Mình đợi chồng vô uống cà phê. Trời lạnh bị ho quá. Cái hoa gì rất là đẹp à. Đây 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 đây. Cái hoa này mình không biết tên nha. Đó là cây hoa gì ta? Rất là đẹp luôn á. Trông thích. Rất là đẹp luôn. Mà mình không biết nó là cây hoa gì. Mình lần đầu tiên mình thấy luôn, ở Sicily mình không thấy. Zoom lại chút xíu. Đây có khu công viên nhỏ. Mình đang quay trở ngược về nhà ga xe lửa Verona. Trên đường đi mình thấy cây hoa này rất là đẹp. Rất là lạ. Cái hoa này rất là lạ. Cái áo bên ngoài nó là cái lông mà bên trong nó không phải là lông. Mình không biết nó hoa gì đẹp thiệt là đẹp luôn, mình thích ghê luôn. Ở đây là có lối vào hát arena nè. Ồ, cameraman luôn rồi cả. Cứ xì không? Mình đi ngược trở ra, đặng mình trở về nhà ga xe lửa. Đặng mình về về Metra, sau đó mình ra sân bay, mình về lại Catania. Mình đi ra tới cái nhà hát Verona. Nhà hát Verona hay là đấu trường La Mã Verona gì cũng nó. Như sơ khai người ta xây là nhà hát La Mã Verona. Nó có hai ba tên gọi lận. Đó. Rồi buổi chiều hoàng hôn xuống rồi đó. Oh, we need those space. Thì mình quay lại toàn bộ cái quảng trường Barra nè. Sau khi đặng nên mà tạm biệt Verona. Toàn bộ cái khuôn viên quảng trường Barra. Đây là khu vực công viên.
viên này, trước mặt mình có hoa gì đẹp quá. Công viên này cũng rất là đẹp. Hoa rất là đẹp luôn nè. Cái hoa màu tím đẹp, giống như cái hoa gì, hoa đậu biếc của mình vậy ha. Rất là đẹp. Đây, phun nước. Ê, cắt tên nào. Đó, mình trở ra tới cái cổng, cổng đi vào khu phố cổ. Verona nha. Giờ mình đi về, mình ra, mình ra ga mình về. Giờ mình về tới Venice cũng 2 tiếng hồ. Very fast. Cosa capo? Đây là xe điện người ta cho thuê rất là nhiều luôn á. Đường này có hàng cây rất là đẹp luôn. Anh ạ, ta tăng sở, anh ta chờ xe buýt. Khu vực này nó rất là rộng luôn, đường phố rộng rãi. Chiều tan sở mà, cho nên người đi làm về đi, họ đi bộ, có người ta đi bộ nhiều ghê, đi tới những cái trạm xe công cộng. Trước mặt mình có cái cửa hàng hoa, hoa ở đây rất là đẹp, hoa tươi không à. €15 một chậu nhỏ nhỏ nha. Hoa hồng nó cũng €15. Rồi tạm biệt Verona thôi.